trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Bảo Vương ơi, hôm nay em rất tuyệt. Xin cảm ơn. Cảm ơn em vì đã ở trong đội của Hoàng Thùy Linh, khiến cho chị cảm thấy tự hào. Chắc chắn là với phần biểu diễn vừa rồi của Bá Vương thì anh sẽ không thể nào mà phủ nhận hết được những cái công sức và cũng như là những thứ mà em đã vừa biểu diễn ra. Và những điều vừa rồi chị Linh nói là chị Linh có thể nghĩ được là Phúc đã nói những gì thì chắc chắn là Phúc thấy sao nói vậy. Và Phúc không nghĩ trước một điều gì cả. Có những cái gì ở ngay trên sân khấu biểu diễn ra thể hiện như thế nào là Phúc sẽ nhận xét ngay như vậy. Còn về cái vấn đề mà bản gốc ảnh hưởng hay không thì Phúc nghĩ đó là một cái quan điểm của mỗi người. Và đối với Phúc thì cái ảnh hưởng của cái bản gốc đến với Phúc nó quá là lớn. Phúc đã từng xem rất là nhiều những cái bản mà cover hay cosplay biểu diễn on stage, những cái hạt tạo hình như vậy. Thì Phúc không muốn so sánh những cái bản đó. Những cái bản đó làm còn máu hơn Bá Vương rất nhiều. Nhưng đối ở Việt Nam thì Phúc không muốn so sánh cái điều đó. Còn về đoạn khúc đầu khi mà vào chorus thì em bị chênh ở ngay cái chữ có đầu tiên. Thì đó là một cái điểm nhỏ mà anh muốn nói ở lúc đầu mà khi em vào đoạn chorus thứ hai. Thì đó là một điều có bị chênh phô ở ngay lúc đầu. Còn về sau thì em kiểm soát được. Chúc mừng bà Vương. Xin cảm ơn phần nhận xét của chị An Hoàng. Thì Linh vẫn còn ý kiến ạ? Đương nhiên có nhận xét thì phải có phản biện chứ. Thứ nhất là chị muốn nói với Phúc rằng là khi mà Phúc nghĩ ra ngay lập tức khi mà xem một phần trình diễn trên sân khấu ấy để mà phê bình họ ấy, thì có thể đó là những nhận xét đúng. Nhưng mà khi mà không phải là nghĩ ra ngay lập tức mà là một sự cố nghĩ ra, cố gắng nghĩ ra cái điều nó chưa tốt của đối phương ấy, thì thực ra cái điều đó đối với Hoàng Thùy Linh thì nó không thuyết phục cho lắm. Chắc chắn rằng là khi mà em đã có được những cái thứ bên trong, cái bản năng của em tốt, thì điều đó là một cái điều rất là may mắn. Và em còn may mắn hơn nữa vì em hội tụ được rất là nhiều những cái yếu thứ, những cái yếu tố ở bên ngoài, cách trình diễn và cũng như là ngoại hình em có. Và chắc chắn là những cái điều đó em phải phát huy hơn nữa. Việc mà bảo là cố nghĩ ra những cái điều mà để nhận xét thì anh khẳng định đó hoàn toàn là không đúng. Tại vì việc anh ngồi ở đây, có đúng thì anh khen và có sai thì anh phải nói. Lỗi ở đâu là anh phải nói ở đó. Và chị Linh cũng không thể nào mà nói rằng là em nghĩ trước được những cái câu hỏi đó, những cái lỗi đó, hoặc là em cố nghĩ ra. Tại vì đây là lần đầu tiên em mới được xem tiết mục của bạn, thì chắc chắn là em sẽ phải nói ra những thứ mà em thấy ngay tại thời điểm này, chứ không thể nào mà em nghĩ trước được trong khi một cái phần biểu diễn mà em chưa được xem trước. Điều đấy thì xin ghi nhận, nhưng mà chị mới nghe Đức Phúc nói ra một số những lỗi mà theo Phúc đấy là lỗi, nhưng mà chưa có nghe Đức Phúc khen. Vậy bây giờ muốn nghe Đức Phúc khen được không? Không, nếu mà chưa nghe khen thì chắc chắn là chị Linh nhầm. Tại vì bắt đầu... Bởi vì đã cố gắng chê cho tới thì bây giờ phải nói công bằng xem là khen cho tới xem là... Không, khen nếu thế thì chị Linh lại càng phải nghe thật là kỹ. Tại vì là ngay từ đầu khi mà mở đầu phần nhận xét của mình là Phúc đã khen Bá Vương rất là nhiều. Chung chung lắm, không, giống như phần chê vậy. Rất không chung chung. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Bữa thi thay đổi, hai kiểu lươn lên sân khấu. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối hôm nay mùa xuân qua dễ dàng. Canh giá xem mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki chấm vi. Chọn em. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.